Thay thế cho pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 với một lần sửa đổi bổ sung vào năm 2020 đã và đang thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của nhà nước. Để tìm hiểu kỹ hơn về luật xử lý vi phạm hành chính, hãy cùng Luật Việt Nam review lại những quy định nổi bật. Đầu tiên phải kể đến các hình thức xử phạt hành chính. Hiện nay, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt sau: cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trục xuất. Trên thực tế, khi vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức chủ yếu bị áp dụng hình thức phạt tiền. Tùy lĩnh vực vi phạm mà cá nhân có thể bị phạt từ vài trăm nghìn, vài triệu đồng cho đến cả tỷ đồng. Theo luật xử lý vi phạm hành chính, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, dân số có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng. Trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng. Hay như vi phạm về lao động, bảo hiểm, giao thông thì mức phạt tối đa có thể lên đến 75 triệu đồng. Đặc biệt với vi phạm về quản lý vùng biển đảo, vi phạm về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng, khai khoáng, mức phạt tiền có thể đạt ngưỡng 1 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức vi phạm hành chính sẽ bị gấp đôi mức phạt tiền áp dụng cho cá nhân. Cùng với đó, luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định rất rõ ràng về các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính. Theo Điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức thì không lập biên bản mà lực lượng chức năng sẽ ra quyết định xử phạt tại chỗ luôn. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính với ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký. Trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Khi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức vi phạm phải có nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt. Theo Điều 73 luật xử lý vi phạm hành chính, thời hạn để cá nhân tổ chức nộp phạt là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Nếu cá nhân tổ chức bị xử phạt chính có khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải tiến hành nộp phạt. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, vụ án hành chính mà xác minh được quyết định xử phạt là sai quy định thì cá nhân tổ chức sẽ được bồi thường và hoàn trả tiền nộp phạt. Điều 78 luật xử lý vi phạm hành chính cũng nói rõ, nếu quá thời hạn nộp phạt mà cá nhân tổ chức sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Cùng với việc bị phạt tiền, trong nhiều trường hợp, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính còn bị tạm giữ, thậm chí bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Việc này có thể thấy rõ nhất ở những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Theo Điều 125 luật xử lý vi phạm hành chính, việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết sau đây. 1. Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. 2. Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. 3. Để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt khi cá nhân tổ chức không mang theo giấy tờ xe. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ hành nghề được quy định là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn này có thể được kéo dài đối với những vụ việc nhưng không quá 1 tháng kể từ ngày tạm giữ. Còn với những vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý, cá nhân, tổ chức sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm sẽ được lực lượng chức năng lập biên bản, trong đó ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký nếu có, tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hóa, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đồng thời phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến. Trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có 2 người chứng kiến. Trên đây là những nội dung đáng chú ý tại luật xử lý vi phạm hành chính. Để xem toàn bộ văn bản cùng với những nội dung được sửa đổi, bạn có thể truy cập website luatvietnam.vn và sử dụng tính năng Mix ở phần tra cứu văn bản của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Luật Việt Nam. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé!